kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Bộ Y tế trưa ngày 21 tháng 5 ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại Bắc Giang 45 ca, Hưng Yên 2 ca, Hải Dương, Điện Biên, Hà Nội mỗi nơi 1 ca. 50 ca mới được ghi nhận từ số 4.834 lên 4.883. Như vậy là trong buổi sáng nay, Bộ Y tế công bố tổng cộng 74 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.836 ca, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Bắc Giang vẫn là điểm nóng nhất với 728 ca nhiễm, tiếp theo là Bắc Ninh 378 ca, địa bàn Hà Nội là 264 ca, trong đó bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 89 ca, 33 ca ở bệnh viện ca. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, chủ đầu tư Hợp đường bộ Hải Vân về việc phối hợp chở người, xe máy đi qua tỉnh này. Theo đó, thì Sở đề nghị công ty bố trí một xe tải chuyên chở xe máy và một ô tô chuyên chở khách để chở những người đi xe máy có nhu cầu đi từ Đà Nẵng qua Thừa Thiên Huế. Hai loại xe này là những loại xe thường ngày công ty dùng để chở người và xe máy đi qua hầm đường bộ Hải Vân. Mỗi ngày thì sẽ có 2 chuyến trung chuyển vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Quãng đường trung chuyển dài hơn 100 km và người dân thì không phải tốn phí. Người dân đi xe máy theo hướng đường tránh Huế đến tỉnh thành khác phải thực hiện khai báo y tế và đăng ký trên Huế S. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế số 5 đóng tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc sẽ tiến hành kiểm soát và phê duyệt theo điều kiện của phương tiện trung chuyển. Sau đó thì lực lượng chức năng sẽ bố trí một ô tô chở người và một ô tô xe chuyên dụng chở mô tô, xe máy của họ qua khỏi địa bàn tỉnh, trả tại chốt kiểm tra y tế số 1 đóng tại quốc lộ 1, xã Phong Thu, huyện Phong Điền. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bắc Giang vào sáng ngày 21 tháng 5 khẩn cấp yêu cầu người dân thực hiện triệt để cách ly tại nhà sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị toàn bộ người dân thực hiện triệt để cách ly với tại nhà. Người nào, người nhà nào thì ở yên nhà ấy, không gặp gỡ hay tiếp xúc với ai ở bên ngoài, không đến chơi nhà ai, không cho ai vào nhà mình với tinh thần là cửa đóng then cài. Chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Mỗi người tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự đo thân nhiệt, chủ động khai báo y tế cho tổ COVID cộng đồng và cho trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trong khi gia đình có người biểu hiện mất khả năng ngửi, ốm mệt, cảm cúm, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp hoặc là những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh COVID, tuyệt đối không được giấu bệnh. Người dân chủ động khai báo y tế ngay nếu bản thân hoặc là người trong gia đình tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc là có liên quan đến các yếu tố dịch tễ. Thưa quý vị, trong ngày 20 tháng 5 thì đã có 3 trường hợp nghi nhiễm, đều là ba mẹ con ở quán bánh canh O Thanh bán ở hai hẹp của đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và một trường hợp dương tính lần 1 cũng bán quán cơm gia đình ở hẻm 954 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải phong tỏa con hẻm dài vì tại đây có rất nhiều quán ăn khác. Vì thế theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều này cho thấy nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ở các quán ăn rất cao. Mặc dù thành phố đã khuyến cáo đến người dân việc hạn chế tuân thủ phòng dịch, thế nhưng nhiều người không chấp hành, nhiều hàng quán vẫn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang khi giao tiếp hoặc là bán hàng. Trước thực trạng này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các quán ăn ngưng phục vụ tại chỗ từ 18 giờ tối nay ngày 21 tháng 5. Các quán ăn nhỏ ven đường thì chỉ bán mang về nhà chứ không cho tổ chức ăn uống tập trung. Đối với các nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động thì vẫn cho bán, nhưng nguyên tắc là không được tập trung quá 20 người, thực hiện giãn cách, kể cả khách sạn thì cũng tổ chức ăn uống không quá 20 người một phòng. Thưa quý vị, chiều qua ngày 20 tháng 5, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đi thăm, tặng quà và động viên các lực lượng đang ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Đây đều là những điểm nóng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn lãnh đạo đã đến thăm các chốt kiểm dịch tại cầu Vĩnh Bình, cầu vượt sóng Thần, thăm chốt trên quốc lộ 1K và chốt tàu cánh ngầm. Đây là những chốt nằm ở vị trí cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung đông người và phương tiện qua lại. Các chốt này được tái thiết lập từ ngày 15 tháng 5 với nhiệm vụ là kiểm soát và sàng lọc COVID-19. Trong những ngày vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh thì liên tiếp xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần phải tăng cường ở mức cao nhất. Việc đảm bảo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho đội ngũ kiểm dịch tại các chốt chặn là vô cùng cấp thiết lúc này. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai theo chỉ thị 15 từ 7 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2021.
Theo báo cáo của lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, hiện các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh 3098, các bác ca bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trên địa bàn thì đều đã lấy mẫu xét nghiệm từ 2 đến 3 lần, tất cả đều cho kết quả âm tính. Dựa vào tình hình thực tế, cùng ý kiến của những cơ quan, đơn vị và địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung quyết định là dừng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với toàn thị xã Hoàng Mai, thời gian áp dụng là từ 7 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2021. Đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập, giảm mức giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15, thời gian áp dụng là 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2021. Riêng Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quỳnh Lập, sau khi Giám đốc Sở Y tế kiểm tra thực tế thì sẽ đưa ra giải pháp phù hợp. Trước đó vào đêm ngày 6 tháng 5, Nghệ An đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, ca bệnh 3098 tại xã Quỳnh Lập. Tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định là phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ thị xã Hoàng Mai và triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với đó là những trường hợp khác liên quan đến người đi từ về vùng có dịch đều được truy vết, xét nghiệm và cách ly theo quy định. Thưa quý vị, tin quốc tế, giới chức y tế Brazil cho biết nước này đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Những trường hợp nói trên là 6 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở hàng mang cờ Hồng Kông Trung Quốc cập cảng bang này. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 15 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu này thì dương tính với SARS-CoV-2 và 9 trường hợp còn lại thì âm tính. Với việc xác định sớm và cách ly trước tại chỗ, giới chức y tế Brazil hy vọng biến thể này sẽ không lây lan nhanh ra cộng đồng. Brazil là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với khoảng 15 triệu ca nhiễm cho đến nay, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ, trong đó thì có hơn 440.000 trường hợp đã tử vong. Chính phủ Argentina thông báo tái áp đặt các biện pháp cách ly xã hội nhằm đối phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch với số ca nhiễm mới mỗi ngày lên đến trên 35.000 ca trong những ngày gần đây. Lệnh cách ly nghiêm ngặt cũng sẽ được áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 5 đến 24 giờ ngày 30 tháng 5. Trong thời gian cách ly thì tất cả các hoạt động xã hội, kinh tế, giáo dục, tôn giáo và thể thao sẽ tạm dừng. Các cơ sở kinh doanh các mặt hàng cơ bản được phép hoạt động và những nhà chức trách thì khuyến khích giao dịch qua mạng. Người dân phải ở trong nhà trong thời gian cách ly và chỉ được di chuyển tại khu vực xung quanh nơi ở trong thời gian từ 6 đến 18 giờ hàng ngày. Theo thống kê thì chính thức trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận hơn 27.000 ca nhiễm mới. Thưa quý vị, nhà chức trách ở Pháp thông báo tháp Eiffel, địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này, sẽ mở cửa đón khách từ ngày 16 tháng 7 sau nhiều tháng đóng cửa do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại quốc gia châu Âu này. Mặc dù mở cửa đón khách trở lại, song địa điểm du lịch này vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch. Theo đó, thì số lượng du khách tới tham quan địa điểm này sẽ hạn chế ở mức là 10.000 người một ngày. Để đảm bảo giãn cách xã hội, chỉ có một nửa lượng khách so với số khách thông thường được phép sử dụng thang máy. Ngoài ra, thì du khách cũng sẽ được vào tất cả các địa điểm tham quan trong khuôn viên tháp, ngoại trừ một số khu vực đang được cải tạo. Dịch vụ đặt vé trực tuyến tham quan địa điểm này cũng sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 6 tới. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản dự kiến trong ngày 21 tháng 5 thông báo quyết định đưa Okinawa vào danh sách những khu vực phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch COVID-19. Dự kiến tình trạng khẩn cấp tại Okinawa cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, trong đó có biện pháp cấm nhà hàng phục vụ bia rượu. Quyết định được cân nhắc trong bối cảnh vào ngày 19 tháng 5, Okinawa ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới, mức tăng cao trong ngày kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại tỉnh này. Hiện hơn 90% giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện của tỉnh đã kín chỗ và hệ thống y tế tại tỉnh này đang trong tình trạng khủng hoảng. Như vậy là sẽ có tổng cộng 10 tỉnh ở Nhật Bản thực hiện các biện pháp ứng phó dịch bệnh khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại 9 tỉnh của Nhật Bản, trong đó thì có Tokyo, Osaka sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị, theo số liệu từ cơ quan y tế Australia, chính quyền liên bang đã cung cấp cho các địa phương 5,5 triệu liều vaccine, trong đó thì có 4,6 triệu liều, tương đương với 75% vaccine đang được sử dụng. Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Australia hiện được đánh giá là diễn ra khá chậm so với quốc gia phát triển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần được xác định là do nguồn cung vaccine bị hạn chế. Australia đến nay đã đặt mua hơn 195 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó thì có 50 triệu liều vaccine AstraZeneca đang được sản xuất trong nước.
để giảm phụ thuộc vào nguồn vaccine nhập khẩu, nước này đang kêu gọi các công ty dược tư nhân tham gia sản xuất vaccine thế hệ mới, đó là mRNA ở trong nước. Hiện và có 3 công ty dược muốn thiết lập cơ sở sản xuất vaccine này và nếu được cấp phép hoạt động thì vaccine công nghệ mới nhất này cũng có thể sẽ sản xuất ngay tại Australia trong năm nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.